Thế thì chém đi, không không tránh được độc thì chém cho nó nhanh các bạn. Băng thì không sợ nhưng mà sợ thế. Ây da. Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục cái series của game này ở giữa đất. Mình đang đi tìm cái theo chỉ dẫn của cái cuốn sách đấy, để mình có thể tìm được đầy đủ các cái nguyên liệu để mình có thể về nhà nhé các bạn. Nói chung là mình cần phải tìm được đầy đủ tất cả những cái đồ. Ây da. Ở đây nó có nhiều cái đồ, nó bán rất nhiều thứ các bạn. Nói chung là ở cái khu vực này thì nó quá dễ rồi. Đây, ở đây nó bán cái gì đây? Một cái cửa hàng bán, à đây giống kiểu đồ thời trang như các bạn. Ui dồi, 500 tiền cơ. Cả còng tay với cả các thứ này. Đây là cái bộ thời trang. Ây da, trông cũng khá là xịn sò đấy. Ba lô ba liếc để đeo vào như đúng rồi. Một cái bộ vàng vàng. Ok, đây là đồ thời trang nhé các bạn. Sale bán được 1 đồng. Mình làm gì có cái gì đây, mình sẽ thử vào xem ở trong đây nó có nút được cái đồ thời trang gì không. À, ở đây thì mình xử lý nhanh. Bây giờ chém như chém mình các bạn. À, cái khu vực này nó là rất dễ với cấp độ của mình bây giờ. Khu này gần như nó không có hiệu ứng như các bạn. Còn cái khu tuyết là khu nguy hiểm nhất. Mình đang có một cái nhiệm vụ là lấy một cái cuốn sách cuối cùng để chế tạo được những cái đồ cuối đây, chế tạo được cái đồ plasma này. Đấy, mình cần đến cái vùng đất đấy, nhưng hiện tại mình đang tranh thủ là đi tìm gọi là tất cả những cái nguyên liệu cần thiết để mình có thể hoàn thành con game này. Nếu mà để các bạn chơi mà để hoàn thành con game này thì nó cũng, đến tập này mình có thể hoàn thành nó cũng rất là nhanh thôi. Bởi vì mình có thể chế tạo được gần như là tất cả các thứ rồi. Đấy. Thì để hoàn thành con game thì các bạn phải đi theo cái chỉ dẫn của cái đây này, các bạn ấn G lên. Thì nó đang có hướng dẫn là hiện tại cái đầu tiên là khi mình quấy vào là nó cho mình tìm đến cái vị trí. Đây, vị trí đầu tiên. Bây giờ mình đang cần ra cái vị trí G2 này. G2 nó đang đánh dấu. À, G3. Yeah. Ây da. Cảnh sát. Rồi, bây giờ theo mình sẽ đi đến cái G3 và mình sẽ tìm ở trong đây xem có cái gì không. À, cái này được nha. Cái này có tỷ lệ ra được đồ chế tạo mô tô xe máy. Đấy. Win đấy. Đây, cái G3 này nó ở dưới hầm này. Rồi. Ở sao tìm mãi không thấy. Cái này mình sẽ để xe ở đây thôi. Ở dưới này nó khá là đông. Đấy, mình sẽ tìm dưới này. Đây là giống kiểu là tàu điện ngầm hay gì đấy. Đấy. Nói chung là phải đi khá là nhiều để tìm được ra cái quyển sách. Zoom này thì kệ nó thôi. Ây da. Chém hết. Nhưng mà đang không biết là nó đang ở đâu nhỉ. Chạy lên trên hay là chạy xuống dưới. Ừ, phải chạy vòng quanh thôi. Đây rồi. Đây, tìm được cái vị trí của cuốn sách này nhé các bạn. Mình sẽ làm, hôm nay sẽ đi kiếm tất cả những cái cuốn sách đi. Đây, thứ nhất là nó cho mình một cái tay phone này. Đấy, nó cho mình một cái địa điểm tiếp theo. Ấn G lên để có thể biết nhé các bạn. G4 này. Là ở 4456164. 4456164. Đây rồi.
đây là khu gì đây, High School đúng không, đây là trường học nha các bạn. Đấy thì ở đây nó sẽ bán mấy cuốn sách này, sách này thì mình chả cần mua bởi vì cái này mình đã có hết rồi. À có một cái cuốn ở đây này không bán này. Có một cái cuốn nhưng mà giá quá đắt các bạn. Thôi, ở trường học thì mình nhớ là nó ở trên cái tầng 2. Nói chung là mình không quan tâm bọn này nha các bạn. Chơi ở cái map cũ thì mình vẫn nhớ. Ô bây giờ tầng 2 cũng có hả, tầng 3. Ố. Cái này là mình vào rồi. Chỗ này mình lại vào rồi. Và mình lại không được cứ tìm à. Đây thì nó ở phòng này thôi. Không phải. Ây. Nói chung là toàn đồ cùi thôi. Mình muốn tìm đồ xịn chắc mình phải ra cái map ấy thôi. Ra cái map là... Đây là khu ấy rồi. Ra map tuyết các bạn. Nói chung là muốn tìm những cái đồ cuối thì chắc phải ra map tuyết thì mới có. Đây. Đây cái phòng này các bạn. Trong đây cũng rất nhiều sách, đúng là nhà trường. Đây. Nốt đi xem là được cái sách gì không. Trước mình nhớ ở đây nó có Cantala không mà. Bây giờ lại không có bởi vì bây giờ nó cũng không còn cái kiếm Cantala nữa rồi. Thay vào bằng những cái đồ khác. Đây. Cuốn sách tiếp theo và quả cầu gì? Mày. Đây. Cái nhà này nha các bạn. Nhớ là có một con zoom to ở đây mà. Mày. Vào xử lý bọn này. Kệ nó thôi. Đây rồi, sách đi rồi. Một. Hai. Cái mày. Ây da. Mày, nằm. Bây giờ bọn này đánh mình không mất máu mấy các bạn. Bởi vì bọn này nó yếu. Ở tít trong thôi. Đây cứ chạy thẳng vào. Trong đây có cái thằng bán thịt lợn này. Đây có khi là cái gian này. Chém chết thằng này đã. Ở đây nó chỉ có mấy gian. Mình vẫn nhớ nó là ở trên cái tầng 2. Chỉ có gian này hoặc gian kia thôi. Thích hét thì hét, tầm này thì không quan trọng. Có thì nó có ở đây. Không phải. Nhà khác. À đây, chuẩn rồi. Ok luôn nha các bạn. Xong luôn. Mình sẽ định rộng mình cái ngã ra đấy mà. Hay à. Chặt quá. Rồi có hàng đứng nó canh. Canh này. Một. Rồi. Chém hai ba chém chết luôn. Quá yếu. Bọn zoom ở khu này thì nó là bình thường nhé. Đây hình như là cái máy bay này là cái máy bay mà mình có thể thoát được khỏi đây đúng không? Escape đây, đây này. Không biết có phải không. Đấy chứ thế bọn này đã. Sau đó tìm cái công thức cuối cùng. Như cái này là cái công thức cuối cùng hay sao vậy? Ok.
đây là cái địa điểm là để gọi là trốn thoát. Đây nó có cái bàn đây thì phải, đúng không? Đúng rồi, đây thì các bạn cái này này chắc phải ấn 5. Giờ update cái này nên mình phải có cái đây. Không được, e không được là thế nào? Nó sẽ hiện cái thông báo là mình cần những cái đồ gì ở cái bàn này các bạn ạ. Đấy, bây giờ nhiều lúc mình không hiểu là đứng gần hay đứng xa hay như thế nào để mà nó phải hiện lên. Đấy, nó sẽ hiện lên mình cần những cái nguyên liệu gì đấy. Thì đây là cái chỗ mà để mình thoát thân nha các bạn. Thì chắc là cái máy bay này trông hỏng không? Hay cái máy bay ngoài cũng thế. Nói chung là toàn cái hỏng thôi. Nhưng mà như kiểu là cái chỗ này là nó mình nhớ là nó có như kiểu là đây các cái đồ ấy, nó giống như kiểu là dụng cụ thôi. Đây này, những cái này là cái tai nghe bộ đàm có thể đứng ở đấy để mà nó xây thì là gọi điện cho chính phủ để chính phủ biết là vẫn có người ở sống ở đây để có thể thoát ấy. Đấy. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ nội dung sẽ được bổ sung trong tương lai ạ. Có vẻ là nó cái này để hoàn thành nhưng mà nghe chừng là hay là do mình chưa có đầy đủ. Ok, hoặc là con game này nó vẫn còn nhiều cái update nha các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ có thể đi đến cái vị trí số 1 nhé. Hiện tại nó cũng đang ở gần vị trí số 1 luôn rồi. Đấy, cái chỗ vị trí số 3 này thì đấy, mình sẽ đi ra cái vị trí số 1 để đi ra cái vùng đất tuyết nguy hiểm nhất. Chỗ này thì mình sẽ cố gắng mình núp. Ai đây, có con zoom mới này. Con zoom này có khi mình có thể bị độc nha các bạn. Bị độc ạ. Bị ấy ạ. Ôi kìa, bọn này là mình phải uống tụt máu cũng khá là ghê gớm ấy. Mình phải uống cái chống ạ. Không biết là mình có mang đi không nhỉ. Không là cũng hơi mệt đấy. Bọn này nó là bọn khác các bạn ạ. Rồi. Hỏng, quên ấy. Có cái độc này mình xem đã. Mình nhớ là mình có mua. Không, bọn này nó. Không có cái kháng này thì rất khó. Phải tốn rất nhiều đạn. Đông thế nhỉ. Hay là thế thì chém đi. Không tránh được độc thì chém cho nó nhanh nha các bạn. Băng thì không sợ nhưng mà sợ thế. Ây da, may có cái kia cứu mạng ạ. Vãi cả trường. Chúng độc bị chúng cái kia gọi là nguy hiểm quá. May vừa được bật khiêng lên đấy. Nằm xuống. Mày cũng đóng băng luôn. Càng phết. Đâu rồi? Mình có một cái loại. Đây. Đúng không? Đấy. Hình như cái này là cái chem đi. Cái này là nó sẽ kháng độc này. Kháng cái giống như kiểu cái hiệu ứng. Kẹo nữa. Xem. Nếu mà kháng được thì ok nhé các bạn, không thì khá là nguy hiểm ấy, vừa mới mình chủ quan tí chết. Đây còn có cả hòm mai, hòm biết đây, thư từ. Đây giống như một cái trung tâm nghiên cứu ấy, rất là to. Nhìn khá là hoành tráng. Và chỗ này chắc là cái chỗ nguy hiểm nhất rồi. Ok rồi, chuẩn rồi các bạn. Nằm xuống. Không có cái này thì mấy cái thằng này. Rồi bây giờ bọn kháng hết rồi thì bọn này lại tuổi tôm tuổi tí thôi.
cái khu này là cái khu nguy hiểm nhất rồi. Súng ống thì chắc phải cầm phun súng ống thì mới ra cái ấy nhá. Còn mình thấy là đánh bằng cái kiếm này cũng là nhanh nhất. Ra kia ạ. Ở đây có thể lấy được vũ khí xịn hơn này. Thử cái hòm này sẽ biết ngay. Rồi đấy, các đồ bắt đầu nó là đồ cấp cao hơn. May quá, may mà mình mua cái kháng công thì rất khó để đi cái quy này. Nhiệm vụ này là khá là khó. Ây à, đồng vã trưởng ạ. Bật cái đèn lên tí. Cũng có máy tính thôi. Ở đây thì cứ chịu khó lút được cái gì cứ lút các bạn. Bây giờ 15 giờ thoải mái thời gian. Khu này thì mình nên khám phá hết việc thì càng tốt. Còn địa điểm lấy thì mình nghĩ là ở cuối. Đây mình đang ở đầu, cần phải đi vào trong. Dám chết hết. Hòm hiếp. Zoom bắt đầu nó vào. Đây thì rất nhiều máy tính. Đây giống như một cái trung tâm nghiên cứu. Ủa, chạy nhanh nhá. Sợ nhất là mình bị bao vây và mình bị nó đánh ngã thôi các bạn. Không có kiếm này vào đây thì đúng là khóc khét. Không thể đỡ được các bạn. Cái này nó đánh nó còn bị hiệu ứng, nó còn giật giết các kiểu. Và quan trọng nhất là nó nhanh. Nó là đồ một tay. Đồng vã. Bọn này ở đây nó cũng thính nữa. Thính nữa. Mình chém cả độc cả các kiểu. Rất thích. Đây mới là thực sự là cái map khó nhất. Ôi, chưa được cái đồ đỏ là. Đây là một cái phòng rộng. Ok. Lấy tờ sách viết thì không. Ăn máy tính thôi, bây giờ mà không giã thì cũng hơi phí mà. À đây rồi. Ok, đã tìm được cuốn sách rồi nha các bạn. Thế là ok rồi. Nói chung là bây giờ mình không còn quan trọng nữa. Có thể cứ lút đồ thôi. Tìm được cuốn sách nào là ok rồi. Xử lý mỗi bọn này thôi. Trung tâm nghiên cứu. Khá là dai. Do mình gọi là cái kiếm này nó khỏe thôi. Chứ mà để kiếm bình thường mà đánh thì chắc là mút chỉ. Nơi sinh ra mấy con zoom này hay sao? Trông như kiểu nghiên cứu. Đây không khác gì cái khu phóng xạ ở bảy đây. Rồi. Full rồi. Ai da. Suốt ngày full. Ai da một bộ xui. Cái áo này là mình thấy nó có bán này các bạn này. Cái áo này là áo ấy đọc mình đeo vào để cho nó
rộng chỗ như các bạn, thêm được một u. Nói chung cái bộ này nó không thể đẹp như cái bộ của mình được, nhưng mà thôi cứ mặc vào. Đây nó chỉ là cái độ bộ thời trang thôi mà. Mình thử dịch ra xem không biết là nó có cái chức năng gì không. Cái bộ xui này nó có kháng một cái gì đấy không? Ví dụ kháng 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 cái độc là ở đây chẳng hạn. Khí ga, khí hung chẳng hạn. Ok. Lại được một cái giày đẻo. Ôi. Mình vẫn chưa bao giờ mình sợ sửa cái này. Đây có mấy cái thằng kéo thì thôi như vậy. Ây à. Mấy cái thằng kéo thì mình sẽ phải lui lên đây thôi, tránh nó bị kéo. Zoom bắt đầu chạy bắt đầu đều đều rồi đấy. Khá là đông. Đấy, sợ cái thằng kia nó kéo một phát là lại mệt. Kéo đi. Kéo đi. Những cái quài này không có thể. Cái máy này nó quay. Cũng có máu tuôn ra nha các bạn. Quay thì nó hiện cái gọi là máu rồi. Cái này mà nó quay mà nó để hình máu me thì cũng hơi ghê đấy. Ở đâu vậy? Ây da. Đây này các bạn nhìn thấy sân quay nó cũng hiện máu cứa ra đấy. Nhưng mà máu nó không rơi ra đất thôi. Hoặc là mình không để cái chế độ đấy. Nếu mà để máu nghe thì chắc trông cũng ghê đấy. Giống như kiểu thiết. À, xuống đây nhảy chơi nhá, chơi cùng cái bọn Zumba này nè. Mày xuống đây vài làm vài được quyền làm xuống trời sáng xinh. Bạn làm gì vậy? À, mình thử dùng cái bốn này, cái này mình khoan này. Không được ạ. Mình chém cho nó gãy. Cái này chém cũng gãy bình thường. Đi xuống đây chơi. À, thì tối nay mình sẽ gọi là khiêu vũ cùng với Zomba. Đấy, nó rất đông kìa. Bọn này thì cứ chạy vòng quanh thôi. Nếu mà mình bị vây là mình sẽ chết. Rồi đông xem nào. Ý trời. Thôi từ từ. Chạy. Đấy, đùa các bạn tí thôi. Ấy dạ. Kì đấy. Nhìn nha. Bắt đầu đông. Ấy da, nó lém. Rồi. Đông lắm chứ không phải ít. Chỗ này mà nó kéo mình xuống là mệt đấy. Rồi, bị kẹt. Quan trọng nhất là bọn nó không đi được. Cứ đứng ở đây chết thôi. Rồi, thằng này nó nhảy. Nói chung là tầm 1 giờ mình sẽ đứng lên trên. Ấy thật. Ấy à. Từ từ. Phải sang bên này các bạn. Không bị thằng kia nó kéo xuống là vỡ mồm. Đứng ở đây còn xem bốt. Quan tâm thì quan tâm bốt thôi. Mấy con rú này thì xác của mình đã xử lý vô tư. Đấy. À,
thêm cái chát điện nữa thì mọi chuyện nó đơn giản. Nó đang đi theo cái hướng kia thì mình có thể mình xây cái chát chát dập ở đây nhỉ, hợp lý đấy. Mình sẽ xây cái chát dập ở đầu này, nó sẽ làm chậm cái bọn này đi. Đấy, nó đang đi ở cái hướng này. Đây, nó đang đi ở cái hướng này, mình xây một cái chát chập này ở đây và thêm một cái bàn trông thì nó sẽ slow cái bọn zoom này, nó sẽ hay bị khự ở cái đoạn đầu này, mình sẽ đỡ bọn zoom này, đỡ chạy được vào trong. Vào đây này cũng có cái slow, đây mình sẽ xây thêm hai cái chát ở đây hợp lý. Đấy, không cần quá nhiều chát các bạn, quan trọng nhất là hiệu quả thôi. Nhiều cháp thì nhiều nguyên liệu, nhiều tốn, nhiều năng lượng. Mà quan trọng nhất là vẫn cứ phải giết được zoom. Rồi, bọn zoom to đã chuẩn bị nó chạy. Xem sắp đến thời gian bốt chưa? Khá là đông. Nói chung là bây giờ chắc cũng phải là tầm được gần 100 con rồi. Cái này nó xoay thì mình gần như mình không đi được never. Đây mình đang có thêm 5 never nữa. Sao lại cái điểm của mình thấp thế nhỉ? Mình không được cộng. Tăng cái tốc độ di chuyển lên các bạn. Cái điểm viết zoom của mình cũng như là nó memory của mình khá là cao. Đam chi đam zoom bay à, bây giờ mình sẽ tăng cái này, nó sẽ tăng cái di chuyển chạy nhanh hơn. Đấy, nói chung là tạm thời như thế này là đã đủ gọi là phòng thủ đến tầm 30 giây rồi. 30 đây thì mình phải có cái chắp điện. À, mai mình sẽ bắt đầu mình xây chắp điện và mình sẽ xây các cái năng lượng nữa, thêm những cái pin tiếp nữa. Nói chung là bây giờ nguyên liệu thì mình sau mấy ngày mình đi rút thì cũng khá là đầy đủ rồi. Chắc mình làm tầm khoảng 20 clip về con game này là ổn. Có thể hoàn thành được luôn con game này nhé các bạn. Đấy. Xây nhà, xây nhiếc, khám phá hết những cái chức năng mới của con game này. Nói chung là các bạn nào mà thích thể loại game sinh tồn và trải nghiệm một mình ấy, thì chơi con game này rất hay. Nói chung là nó có rất nhiều thứ để mình có thể khám phá, xây dựng cũng được. Nào mà có năng khiếu. Rồi, bốt rồi. Bốt. Cậu này nó bắn quá chậm các bạn. Vừa yếu mà bắn chậm. Rồi, có hai con bốt nhá. Bốt này, bốt bắn chuẩn phát là đi luôn hai con các bạn ạ. À, con xanh kia thì nó bắn nó khỏe, có nghĩa là nó khỏe hơn, bắn sẽ mất nhiều đạn hơn. Còn cái con đỏ kia kìa. Con đỏ kia là thường hơn nhá các bạn. Đấy. Nói chung là tầm này nó có hai con bốt, đây 16 mà. Mình đang muốn cố gắng là chơi càng nhiều đây càng tốt, nhưng mà chơi qua một ngày nó phải mất 3 tiếng đồng hồ cũng rất là lâu ấy. Mà anh em cũng không thích xem nhiều con game này ra. Nói chung là mọi người kênh của mình nó đang như kiểu nó bị mất cái tương tác ấy. Xem thì nó cũng chả tăng được view là 1, 2 nè. Con game này thì cũng ít anh em làm. Mình muốn làm những con game mà ít người chơi, à ít người biết. Thực ra nó khá là hay. Game sinh tồn mà nội dung giá cả thì nó cũng không có đắt. Nếu mà các bạn mua giảm giá thì khá là ok. Đấy. Đây là những cái đây có mười mấy thôi, nhưng mà nếu mà tầm các bạn chơi tầm khoảng 30-40 đây ấy, zoom nó chạy gọi là kín mát luôn, lúc nào nó cũng chạy luôn, không bao giờ nó thiếu, không bao giờ thiếu zoom. Thì những con game này mà gọi là chơi để xả stress thì cũng rất là hay. Mình có thể chế tạo những quả pháo cối mình bắn rocket ấy. Hạ khẩu gọi là ở Việt Nam mình gọi là B41 à, B40.
Còn đây đây mới là đêm 16 thôi, còn nhiều bạn bạn quốc tế bạn đi chơi ở đây mấy trăm. Trước mình biết con game này là mình cũng là xem mấy cái bạn nước ngoài bạn chơi mình chả hiểu. Với là người ta chơi hồi đấy là mình chỉ chơi cờ lách thôi, mình đang đi tìm mấy con game sinh tồn. Thì thấy nó nói con game nay giờ ở update này cũng là thể loại game sinh tồn nhưng mà chả biết là như thế nào. Nhưng là cũng xem mấy cái bạn nước ngoài bạn chơi vào nhìn thấy xây cháp phía trước cũng hay hay. Đấy, nhưng mà xây cháp nó không giống của mình. Mới đầu mình vào mình chơi thì cũng không biết xây cháp. Sau đấy mình chơi mình trải nghiệm là mình hiểu cái cách xây cháp hơn. À, nói chung là chơi game mà tự tìm hiểu thì nó có cái hay riêng đó ạ. Đây mình làm cái cầu thang cho nó ấy thôi, còn nếu mà xây một kiểu nghệ thuật đấy thì mình sẽ xây nó đều. Ví dụ chỗ cái này là chỗ phòng thủ chẳng hạn thì cái nhà của mình nó sẽ là ở đằng này, nhà ở của mình nó sẽ ở đằng này đấy. Sau đó mình sẽ xây vòng sang hai bên chẳng hạn thì nó sẽ đẹp. Còn hiện tại cái nhà mình nó đang ở đằng kia, nếu mà bình thường nếu mà xây thì có khi là xây nhà nó ở đằng đằng sau này chẳng hạn đấy, đằng trước nó là pháo còn đằng sau nó sẽ là khu nhà ở thì nó cân. Và mình xây dài sang hai bên như thế này, xây dài sang hai bên. Mà nói chung là gọi là lúc nào mà gọi là như những bạn Tây bạn chơi mà bạn làm nhiều clip các bạn ấy xây nhà đẹp, còn mình chơi chủ yếu là mình sinh tồn. Nhà cửa thì xây bỏ ra thời gian mình xây thì nó cũng đơn giản, bỏ một ngày mà đi chặt gỗ với cả các thứ thì khai thác đá để mà up lên thì đơn giản. Nói chung là xong bốt rồi, chỉ còn bọn zoom thường này thôi. Rồi cái con zoom xanh xanh kia là khá là khỏe này, khỏe này. Đấy, những con xanh thì nó sẽ khỏe hơn, hóa trao hơn rồi. Bắt đầu vào có một số con zoom ở cái vùng đất khác rồi các bạn. Với con mà mình bảo mini bốt đây này, con này này. Đấy, con đấy nó sẽ cứng hơn. Sau nữa chắc là có những con băng, con độc các kiểu nữa. Thủ là sẽ có những con đấy. Và bốt thì chắc là mình nghĩ là những có những con bốt nó khỏe hơn nữa. Súng chiếc này mình phải up nó lên, ở trên này làm hai cái dàn cao su sa bắn thì thôi không cần phải chế khẩu lai gum, nhưng mà mình sẽ chế khẩu này nữa các bạn. Khẩu này bắn thì siêu phê nhưng mà nó sẽ làm cháy hết tất cả cái điện. Không biết bây giờ đây này, các bạn nhìn cái power của nó limit 50.000, cái này có nghĩa là cái này nó phải cần rất là nhiều power, nếu mà không thì nó sẽ bị cháy. Cái dòng điện ấy nó phải đủ đủ lớn để tải, chứ không đủ lớn thì đúng là khó. Trước mình bắn mình không thể tài nào mà mình ấy cái được cái đấy, kiểu gì bắn cũng bị hỏng. Không biết à, mình đã kích vào cái đây này, gần như cái đồ điện của mình nó sẽ không bị hỏng, thì không biết là nếu mà chế tạo được cái đấy mà nó không hỏng thì sao. Mà bắn một cái viên, chế tạo một cái viên này nó cũng chát cơ, nhưng mà viên cái khẩu này là khẩu mạnh nhất rồi thì xây để xem nó bắn 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 bốt nó như thế nào đấy. Nó sẽ tụ điện vào nha các bạn, nó bắn bùm phát rất là to. Nói chung là vũ khí cuối cùng, không áp được thêm những cái vũ khí gì nữa. Nhưng mà không biết đợt này nó đã sửa chưa. Đấy, cái này chế cũng rất là khó, chế đạn cũng khó nhá. Nói chung là đồ cuối mà. Còn mình thấy hiệu quả nhất thì vẫn là cái cháp rocket này. Bắn nhanh, chế tạo đạn rẻ. Còn cái khẩu này ấy, khẩu mô ta này này. Nói chung là khẩu này bắn cho vui thì chứ mình thấy yếu. Bắn vừa chậm nhưng mà yếu. Đấy, khẩu này thì bắn cho vui thôi. Nghe nó bùm 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 bùm. Zoom bây giờ thì gần như là coi như là không qua được cái cháp này. Ngày mai mình sẽ xây cái cháp điện nữa là coi như là dép vô tư. Đấy, xây bình thường mà không không khéo thì là nó sẽ không kiểu là nó sẽ không bị mắc.
đấy, ví dụ mình thích thì mình làm thêm hai cái nữa ở đây mình cho nó dài ra ấy, thì nó lại càng dễ ấy. Nói chung là cái cháp này là các bạn muốn sửa nó rất là dễ, bởi vì mình hủy đi thì mình vẫn được tài nguyên, mình sẽ mất một ít thôi. Đấy, bọn này nó cứ kẹt ở đây mà cái cháp điện mà nó giật cho thì bùm một cái là thôi, zoom đi hết. Hoặc là mình sẽ xây cái cháp điện ở đầu chỗ này chẳng hạn, nó lổ. Xây cái cháp điện ở đấy nhỉ. Còn chuẩn nhất thì nó sẽ ở cái chỗ này. Ok, hết zoom rồi. Rồi mình xin dừng cái clip ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi người nhớ đăng ký kênh nếu mà chưa đăng ký nhé. Còn mọi người nào mà chưa thấy cái bài đăng của mình thì mọi người nhấn vào cái nút chuông ấy. Bởi vì có nhiều bạn vào cái clip thì chả thấy nó hiện hay gì. Cho các bạn chưa click vào cái nút chuông thì nó sẽ không hiện được cái thông báo. Đấy, và hai cái kênh của mình chả hiểu sao như kiểu nó bị chặn tương tác ấy. Clip nhiều bạn bảo mình cũng xem chả thấy nó hiện hiện view gì cả. Nói chung là thôi mình cũng không quan trọng, nhưng mà mình cứ cố gắng mình làm thôi. Kênh đam mê mà. Okay.